Ciao. Good afternoon to you all. It's still your boy in Mexico. Today you got me in my my home. You know, today we are doing a celebration of a traditional marriage. You know, they are paying the ole. They are killing a woman. Good. Okay. Now for the kindred, you understand? Okay. So this is still my family people, you understand? You know, still so the same surname, the same big name. Obiako, yeah, right. Yeah. So as you can see, they are still preparing, and we are waiting for our in-laws also. You know. Okay, but this family now is we are girls or we are boys? We are girl. Okay, they will come carry us. Yes. Yes. So that is why you got the preparation going on. Okay. Yeah. Let me go and see what you're cooking. Yeah, you can sure on. Okay, you the one cooking. Help. Bây giờ thì Hiếm đang đi tới một cái đám cưới của một gia đình nghèo. À, hôm trước giờ mình quay đám đại gia nhiều hen, hôm nay xem đám cưới gia đình nghèo. À, nhưng mà là bà con dòng họ rất là thân với nhà Hiếm. Thì xem người ta sẽ nấu và đãi làm như thế nào. Đây là một cái đám cưới truyền thống. Mommy, this one is stew. I'll be chillip rice. Stew. Wow. À, cà chua hầm với cái bác này đang lựa thịt ra để nấu cà chua hầm thịt bò. Không biết nhà mình nhìn sao chứ em thấy cái nồi thịt này là ít hơn cái nồi thịt bữa ông Cạp nấu cho con nít đó. Nhưng mà không chê hen. Hôm nay là đám nhà mà, đám này gia đình. After you should come so that you do some introduction around. Okay. Yeah, good afternoon, ma. I'm tired to know if okay, you guys are new, ma. Ma, I'm from Norby, who is our ma. So, ma, can you find a matter? No, I'm not going to go. Okay, God, nhà mình xem những cái chỗ mà giới thiệu này, nhà mình để ý kỹ hen. Một lát nữa cuối clip là sẽ có một cái bất ngờ mà phải nói là ngã ngửa bật cộng luôn. Ngay cả em người quay em cũng không biết luôn. So what's up to be able to see my mother as in we are here. Our wives, uh-huh. Like you. You are one of our wives. Yes. You understand? You know, so we are here celebrating the, you know, traditional marriage, as in goat marriage. Yeah. As in, you know, our first lady. Yeah. You understand? Yeah. Now, still our wives. As in you, you are one of them. Yeah. Still our wife. Yeah. Make you know, ndin wunye edigi, na ebia no ni igbo. Wunye edigi. Strike make you in a school, you na nuku igbo chale. Small. Yeah. Now, small. Ndin wunye edigi, make you back in demo. Anytime you see wunye edigi, anybody talk wunye edigi, you know they are talking about my fellow wife. Yes. Okay. Ta nói hồi còn trẻ hen, em sợ nhất là cái vụ lấy chồng xong rồi làm dâu rồi ba bên bốn họ những cái đám tiệc đồ về. Người này nó ra người kia nó vô, gặp cái bản tính của mình thì kiểu như cà tưng cà giật, người xấu xí rồi nhiều khi không được lòng người ta, mình lo đủ thứ. Cũng rất là may là khi lấy chồng về châu Phi thì ai người ta cũng coi trọng mình đến mức mà như nhím đi những cái đám tiệc thế này là nói chung ai làm là không có liên quan gì tới mình. Mình tới mình có ăn là người ta mừng lắm rồi, đưa cái mặt người nước ngoài vô là người ta hãnh diện lắm rồi đó. Yeah. So, you're welcome, Everything is moving well. It's moving well. Exactly. Yes. Mommy, good afternoon. My wife. How are you? Yes. Yes. Thank you. Hello, Nalon. See me.
Good afternoon. Let me get pin code. Yeah. Good afternoon. Okay. Nhà mình để ý cái bé cao ốm mà ổng mới chào em trai này hen. Một lát nữa cuối clip này là sẽ có một kết quả rất là bất ngờ. Good evening sir. Good afternoon sir. Bác chủ tịch tỉnh tới. Bác này đang sắc cái rau quế với châu Phi nè. Mình ở châu Phi cũng có một cái loại rau quế giống như rau quế Việt Nam mà cái mùi của nó nặng hơn và khẳng hơn. Nhà mình thấy có một đặc điểm ở châu Phi là người ta không sử dụng tấm thớt. Nhà nhím thì bữa má Nhung gửi cho được tấm thớt, nhưng mà qua ông cạp ông sắc chuối ở nhà mình. Chuối thì ăn bột bắp mà ông sắc còn sao tấm thớt gãy làm đôi luôn. Hiện giờ còn nửa tấm xài đỡ, còn ở đây người ta không biết xài tấm thớt luôn, hoàn toàn luôn. Cái này đang chiên thịt bò. Nhà mình thấy thịt bò của cái đám này nhìn không bằng thịt bò mà ông cạp nấu cơm bữa cho con nít hen. Nói chung là người ta co cụm vừa đủ. Nhà không được khá lắm nhưng mà không đến nỗi tệ. Đây là hột bí nè nhà mình. Hột cái bí ở châu Phi nó rất là ngộ, nó có cái loại bí mà hột không à. Ít ăn thịt lắm thì người ta dùng cái hột để người ta nấu súp. Ok, mấy bác này là đi ra ngoài chợ để xay cái hột bí. Giống hôm bữa nhím xay đó. Người ta làm đám co cụm nhỏ thôi, cho nên là mình thấy người ta mua cái chút xíu ha. Người ta co cụm cho nó đủ. Làm đường muối ngọt người ta xớt chia, nói chung là cho nó vừa đủ. Phụ nữ ở châu Phi là người nào cũng phải học cái tính làm sao cho nó vừa đủ, tiết kiệm. Những cái bác càng lớn tuổi thì càng có kinh nghiệm, như mẹ chồng nhím á, không mẻ một cắt luôn á. Đây là súp, đây là cà chua hầm. Trong này thì có cà chua, rất là nhiều cà chua hay nhà mình. Cà chua người ta xay hoặc là sắc nhuyễn giống bữa nhím sắc trong cái bữa nấu cơm trộn đó. Thì thí dụ như người ta nấu cơm trộn thì người ta vẫn có thể lấy cái, dù người ta lấy nấu cơm trộn thì người ta vẫn có thể lấy cái cà chua này người ta trộn vô cơm hay cơm trộn. Này nhím nhắm cái nồi cà chua này ít nhất là cũng phải 30.000 tiền cà chua. 30.000 chắc cũng khoảng 400.000, 500.000 tiền Việt Nam để được cái nồi cà chua hầm như thế này, với điều kiện là mua cà chua như nhím mua nha. Có nhiều người đám tiền người ta sẽ tiết kiệm, người ta mua cái cà chua nó đã thúi đã hư rồi thì người ta xay nhuyễn ra người ta nấu. Cái món này hầm rất là lâu cho nên là dù thúi dù hư gì đó người ta nấu mấy tiếng hồ thì theo như quan niệm người ta thì nó cũng hết, không có còn vi khuẩn vi trùng gì nữa. Ví dụ người châu Phi người ta rất thích những cái món mà nấu lâu tái rồi, như Việt Nam là không có. Bây giờ thì người ta mang sính lễ ra. Đây là sính lễ của nhà gái để đưa trước rồi. Gồm có bia, nước ngọt và quan trọng nhất là phải là những cái củ khoai mỡ này nè nhà mình. Khoai mỡ này hôm bữa mình mua cho cha Figo, mình hỏi một củ thế này kêu là 4.000 mà nhỏ hơn củ này chắc tầm 5-6.000 á. Và những cái đám tiệc như thế này thường là người ta sẽ xài những cái củ khoai mỡ bự như thế này. Này là cái lễ vật của đàn trai nghe. Wow, quá trời khoai mỡ luôn. Cái vùng ở chỗ nhím á thì người ta không có bắt buộc nhiều cái vụ sính lễ này. Tùy điều kiện đồ này kia, nhưng mà có một cái vùng người ta gọi là vùng y mồ gì đó thì là ví dụ như là thiếu một con khô cá cũng không được, sính lễ là đầy đủ mà rất là nhiều. Ví dụ thịt mà thiếu hen là phải
nói chung là người ta yêu cầu rất là cao. Còn ở cái khu của nhiếm thì cũng tùy thôi. Thì mình nhìn cái đống khoai mỡ này cũng hơi bộ mà nghe. Bây giờ mình cho trung bình là 5.000 một củ đi. Chà, cái đống này cũng cả 100.000 luôn hen. Giờ giật giá gì cũng mắc. Nước ngọt, bia. Cái đám này kiểu như bà con hàng xóm, anh chị em, bạn bè ở đâu muốn lại thì lại, không có mời cũng không có trình rang, chỉ vừa đủ. À, bây giờ như mới nhớ cái chỗ này là hôm bữa mình vô mình tặng cái thẻ cho một cái bác mà bị nằm liệt giường. Nhà có cái bụi cây này nè, bụi cây hôm bữa tưởng là cây lá cẩm cây gì đó, Nhiếm chưa điều tra được. Nhiếm hỏi má Nhật Thu, hỏi cái giả mà nhìn nó giống giống như nhiều loại, thành ra là không phân biệt được. Còn cái bình trắng trắng này là rượu cọ như nhà mình. Trong những cái đám như thế này là thường người ta phải có rượu cọ, số lượng nhiều luôn. Nhưng mà thường ông cạo sẽ không bao giờ uống cái rượu cọ này, tại vì người ta pha nước, pha đủ thứ hết rồi, nó không có được nguyên chất nữa. À, để Nhiếm kể nhà mình nghe một cái câu chuyện rất là vui, là ngày hôm nay là nhà Nhiếm được cái bác hồi nãy gọi là ba duy nhân đó, là cái bác đó là bác đem con dê tới. Nói chung bác là thuộc đàn trai, con dê này là của đàn trai, hiểu không? Kiểu mình tới có người nước ngoài là cái đám nó trở nên hãnh diện hơn vậy đó, trở nên bự vậy đó, thì người ta sẽ quên đi cái chuyện là con dê nhỏ. Ông tới ông năn nỉ ông cà và ông nói cái lý do là như vậy đó, nghe thấy thương ghê hen. Thành ra là nhà Nhiếm tới quay phim, thế cho người ta phải thuê quay phim thì nhà Nhiếm sẽ quay giùm. Đây là món cà chua hầm đã xong rồi đó. Người ta sẽ xớt ra thành những cái hộp, những cái thối như thế này, để người ta chia cho những cái người đến, là người nào, bộ phận nào. Hôm nay là người ta đang nấu súp hột bí, Nhiếm nhìn là Nhiếm biết tại vì nó có cá khô. À, nhà mình xem rau đắng nè, ở trong cái thau màu xanh dương này, nó giống như là rau đắng nhà Nhiếm rửa để ăn có 4 người thôi. Nói chung là người ta làm co cụm vừa đủ. Bây giờ người trong nhà thì người ta sẽ cho cơm ăn trước. Bữa nay ông Cạp dặn Nhiếm là không được ăn trong cái đám này. Ông Cạp ông kỹ tính lắm, ông sợ là cái không gian mở á, người ta có thể bùa ngải rồi này kia đủ thứ hết. Với lại là trong gia đình dòng họ thì nhiều khi người ta ganh tị đồ này kia, giữa những cái họ, những cái nhánh với nhau, người ta ganh tị với nhau thì người ta sẽ có những cái hành động để mà không đẹp đối với những cái người giống như ông Cạp với nhà Nhiếm là niềm tự hào của mẹ chồng đi, cái nhánh của mẹ chồng. Thì có thể là những cái nhánh khác người ta muốn đánh đổ nhánh của mẹ chồng thì sẽ đánh vô ông Cạp với Nhiếm đó, cho nên mình phải giữ kẻ, mình không được ăn. À, nhà mình thấy ông bị chè không có ngán ai đâu, đi đâu cũng ăn hen. Ông bị chè gọi là gì, biết không sợ súng. I have eat before I come. Yes, yes. Giờ mấy bác này mời Nhiếm ăn nè, mà ông cà đâu cho ăn đâu, thành ra là cái bác này thương ghê, ngồi kế bên nó ăn hết còn cục thịt. Hỏi Nhiếm ăn thịt không, mới cho cục thịt. Nhiếm nói thôi, ăn cơm no rồi. Rất là dễ thương, đây là dòng họ của mình. Đúng là vừa xin xuất, bây giờ cái chị này, đúng rồi, xuất học bí, bây giờ cái chị này sẽ đi thả học bí vô. Mình nhìn thấy cái bột xà mô nó không có được trắng như là
cái thằng Nguyên chắc muốn nghĩ là người ta pha thêm bột mì vô. Bây giờ người ta sẽ bỏ hộp bí vô trực tiếp như thế này. Còn nhà Nhiếm là bởi vì hôm bữa Nhiếm nấu có cái clip ông Cạp nấu đó, là còn bí là phải bỏ vô dầu cọ rồi rang lên cho nó thơm, xong rồi đổ nước vô nấu. Còn mà hộp bí mà đổ vô nấu luôn tuần thế này là ông Cạp ổng không bao giờ ăn luôn. Nói chung cái hộp bí nó cái mùi á. Cho nên người ta nói là nếu mà nấu súp hộp bí có hai cách. Nấu tươi như thế này và nấu rang lên. Những cái người mà phải là sành ăn lắm người ta mới biết cái cách nấu mà rang lên như vậy. Cái này thì người ta thả như thế này người ta nấu thôi. Thì cái súp hột bí này nó có cái mùi hột bí rất là nặng. Là người ta cho tép khô. Kể cả tép khô nhà Nhiếm khi mà nấu á là Nhiếm cũng sẽ rửa xong rồi Nhiếm mà giống như kiểu mình rang sơ lên cho nó thơm. Nhà Nhiếm ông Cạp ông ăn rất là kén. Và một số người như ông Mui Che đầu này kia mấy ông biết nấu mà cũng kén ăn. Chứ mà nấu luôn tuần như thế này là người ta sẽ không ăn. Còn đám tiệc thì người này không ăn người kia ăn. Sợ thiếu chứ không sợ dư. Đây là cách người ta nấu súp hột bí. Nhiếm nghĩ là ngày hôm nay người ta sẽ không nấu súp rau đắng mà người ta sẽ nấu súp hột bí pha với rau đắng. Nhưng mình thấy cái cách mà người ta mua những cái nguyên liệu để nấu á, nó cũng có bịch nhỏ giống như cách mà Nhiếm mua cho cha anh Phi Gò vậy. Rồi coi mẹ chồng kìa. Trời ơi, mẹ chồng diện dở. Mẹ mua chung với cái áo mà bữa mặc đi chợ ông Cạp kêu vô thay không thay đó. Áo này là áo ở đây người ta mặc đồ kiểu second hand thôi. Thì gia đình này với gia đình Nhiếm cũng giống như là xa hơn là giữa gia đình Nhiếm với gia đình Uchina ha. Kiểu giống như là chung đầu ông cố mà khác đầu ông nội đó, thì nó hơi xa như vậy cho nên là tại vì người ta tôn trọng thì người ta rủ mình tới thôi chứ cũng không đến nỗi mà quá thân thiết. Có một điều Nhiếm rất là thích ở cái đám này là dù cho đồ ăn rất là ít nhưng mà người ta vẫn đãi cái khâu hậu cần rất là chỉnh chu. Nhà mình thấy không, ai tới là cũng múc đồ ăn. Bây giờ cái chị này đang giã cái tép khô. Cái tép khô này nấu canh bào ăn không được, nhưng nhà mình nó có cái mùi rất là ngộ lắm. Nhiếm không hiểu tại sao, mặc dù mình xào mình phi tỏi đồ này kia nhưng mà thả vô cái mùi nó hôi khối, nó hôi. Nhiếm nghĩ là tép không tươi với là người ta không khói vậy nên nó hôi. Bây giờ cái súp hộp bí đó như thế xong rồi đó. Thì nhà mình thấy cái nồi súp hộp bí này nó bằng với cái nồi mà ông Cạp ông nấu cho nhà Nhiếm ăn thôi chứ không có nhiều hơn. Cái này coi bộ không có được màu cho lắm cho nên ta bỏ thêm dầu cọ vô. Cái này là bởi vì thường ông Cạp ổng là sẽ chơi dầu cọ nhiều, ổng rang hộp bí cho thơm. Còn nấu như thế này thì tiết kiệm hơn.
Nhím mà nấu súp hột bí mà nấu như cái chị này là thế nào ông Cạp ổng cũng nhăn, ổng cũng không ăn, ổng đi nấu món khác. Em nấu dễ duyên dữ lắm luôn, miệng đúng còn chê. Mà ông Cạp được cái hen mình nấu mà không vừa ổng á thì ổng không ăn thôi. Ổng không có nói nặng nói nhẹ đâu này kia. Ví dụ như ổng đang đói mà ổng vô mà gặp món không ngon là ổng hơi quạo. Thì ông sẽ nói là à anh không hiểu được, anh không hiểu được cái món của em rồi này kia, anh đang rất là đói rồi này kia, rồi thôi ông sẽ đi nấu món khác chứ không có nhăn. Rồi các em rất thích như vậy. Hoặc là những cái ngày mà ông đi đâu về mà mình ví dụ mình lười đi, mình không nấu đi, thì ông hỏi ơi có gì ăn không, nữa em mệt quá sáng giờ em mệt chết luôn, rồi là ông tự ý ông đi nấu, nhiều khi ông cũng nghĩ à mình mệt thiệt. Tại vì lên tới trên kia để chụp giật ăn nó không còn ngon nữa. À, bây giờ người ta cho ớt. Before I come here, it's very full. Him no tell me, him say not for a lot. So I just eat and finish. Him say go. If I hungry, I will eat. Yes. Em từ chối khéo mấy chị này rủ ăn. Ông Cạp ổng kỹ vậy thôi. Nhưng mà kỹ cũng đúng ở nhà mình. Tại vì bây giờ ngày 28 hay là 22 tháng này 21, 22 gì đó là sẽ có một cái đám tang của một người bạn cực kỳ thân với ông Cạp luôn. Là cái người bạn đó là bị bỏ thuốc độc á. Đi thăm nhà bà con dòng họ gì đó, xong rồi ăn đồ ăn xong rồi về là ngấm luôn. Người ta đổ thừa đó là bỏ thuốc độc. Cho nên là cái việc ăn uống ở bên châu Phi là mình phải cực kỳ cẩn thận. Ông Cạp cũng kỹ dữ lắm luôn. Nhưng mà Nhím nghĩ nhiều khi cũng không nhất thiết phải là do thuốc độc rồi này kia. Nhiều khi cách nấu người ta không có được sạch sẽ, hoặc là người ta hồ lốn vô như thế này, rồi khi mà ăn xong rồi về có triệu chứng này kia là không biết cách trị, không kịp thời ý y đồ này kia, thì tới khi trở nặng là bắt đầu ngấm luôn. Còn nhà Nhím thì được cái lúc nào cũng thủ sẵn thuốc. Gặp bữa có mấy chị ở Việt Nam gửi thuốc cho Nhím rất là nhiều loại thuốc, thành ra là trong nhà luôn luôn có thuốc, thì thấy hơi cái gì đó là mình dứt vô liền, đừng đợi cho nó nặng. Như vậy mình thấy người ta nấu cái súp hột bí như thế này, cái súp hột bí này mà Nhím ăn là Nhím sẽ tháo được, tại vì cái cách người ta nấu hột bí như vậy. Nhà mình thấy không những là những cái người mà đến dự đám mà những người hàng xóm cũng xách gà mên qua để xúc cơm. Nhà mình thấy cơm là cái món cực kỳ đắt đỏ và là gì sang chảnh ở đây, thành ra là cái đám nào mà không có đãi cơm là coi như là không phải là đám, thì người ta phải cố gắng hết sức ta nấu cơm. Nhà mình thấy cái cục thịt mà múc mà Nhím không thấy cục thịt luôn á. Mình không phải chê ha, điều kiện tùy điều kiện thôi. Bữa nấu cơm nhà Nhím là do Mạnh Thường Quân bơm quá mạnh tay, thành ra là ông Cạp ổng dứt cục thịt nào của mình thấy gấp 3 cục thịt ở đây luôn. Mamo, good evening. Mamo, today very beautiful. My wife. How are you? I eat before I come. I eat for that yeah, so before I come here. Yeah. Okay, this one I will see mix with bitter leaf. Yes. Đây là súp rau đắng
À, thường thì ông Cạp ông sẽ bỏ thêm cái rau ugu là rau xanh, từ tự như rau dền gì đó, nhưng mà người ta chơi người ta nấu hỗn hợp là súp hột bí, người ta bỏ rau đắng vô. Nhà mình thấy ông Cạp hay nấu súp rau đắng thì sử dụng khoai môn cho nó có cái độ kết dính, và người ta bỏ rau đắng vô. À, nhưng mà cái này người ta kết hợp để người ta sẽ không phải tốn cái khoai môn đó. Thì ông Cạp ông rất là ghét cái món súp này. Ông không thích cái món súp này, cái cách nấu cũng như là cái phi nhím cũng sử dụng cái rau đắng rửa hết chất đắng thả vô, nhưng mà với điều kiện là mình phải nấu theo cách mà rang cái hột bí cho thơm rồi này kia, chứ mà nấu mà hồ lốn như thế này thì nó sẽ giống như bị chổi hàng á, nhiều người ăn không quen thì sẽ bị đau bụng, tại vì rau đắng nó là một cái vị thuốc. Mami, this one abu. Fufu. Samo. Fufu abu. Fufu. Cái này là người ta sử dụng bột mì. Bột mì hôm trước Nhím có làm một cái clip cách làm bột mì của người châu Phi. Cái mà ngâm cho mì nó mềm, xong rồi thúi, xong rồi lấy ra lọc lấy cái bột. Sau đó rồi người ta nấu và người ta giã, nấu mấy lần, hai lần thì được cái bột mì này. Thì cái bột mì này là một cái gọi là đặc sản của người châu Phi, nhưng mà đối với đãi đám là thường người ta sẽ đãi cái bột kia, cái bột mà nhà Nhím mua cho cha anh Phi Hồ á. Và thậm chí cái cô này là một cái cục bột mì của ấy chia làm hai, và cô ấy làm cho nó dẹp dẹp và nhìn nhìn thì bự nhưng mà rất là nhỏ. Bây giờ những cái người ở dưới bếp là được ăn trước, ăn rất là đầy đủ luôn. À, tuy là cái đám không lớn và người ta rất là chắc chiêu, nhưng mà người ta đãi ăn đủ chứ không có vụ mà thiếu thiếu như cái đám nhà ông Lân Xô giàu mà lại không cho ăn. Có một cái điều đặc trưng ở châu Phi cái nữa là cái việc rửa ráy, người ta rất là tiết kiệm nước. Nhà mình thấy không, người ta rửa với một lượng nước rất là ít và rửa rất là nhiều tô chén một lần. Cái lượng nước người ta rửa cái đám này còn ít hơn cái nước nhà Nhím rửa cho 4 người nữa đó. Nhưng mà cũng không có trách được, thì người ta ở đây Nhím có nước, mua một xe nước. Nhà mình thấy hôm trước Nhím mua đó một xe 630.000 hồi trước nha, bây giờ là 15.000 rồi, à, bây giờ là gấp đôi rồi, là 1.000.000 rồi, là một xe nước 1.000 lít, tức là một khối phải không ta, Nhím không rành nữa, là tính là tiền Việt Nam, 1.000 lít mà tính là tiền Việt Nam tới mấy trăm ngàn, thành ra người ta xài rất là tiết kiệm. Cái cô này bây giờ nhắc cái nồi này xuống rồi đây. Em từ sáng giờ em chưa ăn gì luôn á, mà đứng đây rất là đói bụng luôn, mà ông Cạp ổng cấm cho ăn. Để ráng quay, bây giờ người ta còn chờ cái người anh cả, giống như là anh cả ở nhà lão Phật gia, cái anh mà sống ở nước ngoài đó, chờ cái người anh cả đó về để mà làm mới đủ lệ, chứ bây giờ là không có làm, bây giờ vẫn đang đợi. Thì chỉ làm cái lễ xong là coi như xong, thì nhà Nhím sẽ được đi đi ăn. Chứ sáng giờ là ai cũng đói hết, tại vì Nhím mà ban đêm Nhím may đồ, ban ngày sáng sớm mà 5-6 giờ, khi 2-3 giờ sáng là Nhím sẽ làm clip edit, rồi khoảng tầm 12 giờ trưa bên này Nhím đăng xong là chạy đi quay luôn. Không phải là em rên gì, nói chung mỗi cái công việc đều có một cái vất vả khác nhau, nhưng mà mình chấp nhận làm thì mình phải làm cho ra ngô ra khoai chứ không có lười được. So the man have clear off the beer already. Okay. So this is the last thing that we meant for him. Okay. About giving drink, you already give drink before. Okay. This one now is for the kindred, the father, and their wife. As you can see now, their wife is cooking inside. But their wife will still come out now? No, nothing concerned them. They have given them their own share inside, yeah. Their drink also. Who is the person married? The one wear white and blue. The man with white and blue. Is the person come to marry? Yeah, he's the one come to marry. Him own already now. Yeah. Him own. They have also born baby, but that time they don't have money to go eat. Okay. You know, when he knock at, they accept him. Okay. They don't have money to do all this, and now
you know. Ah. Baby now, get to mom and I say we must do this thing for my mom to continue. Okay. Where the bride? That is that woman helping to cook food inside that. I tell you, this is Mama Junior. Okay. You understand now? Okay. Okay, don't know why, you don't know the reason I'm telling you. Since you know Mama Junior, I've never known Mama. This is the Mama Junior. Okay. That is the bride. I'm still waiting for the bride to come out and give the ring for the husband. Bây giờ ông cả ông giải thích em mới hiểu là cái bát. Đây, bây giờ mình quay chú rể đi. Nãy giờ em chờ cô dâu chú rể. Em ơi, đẹp không được. Đây là chú rể nhà mình. Bác mặc áo màu trắng. Cái bác mặc áo màu trắng. Chú rể đây là cái bác mặc áo màu trắng. Có bông xanh, ngồi gần cha đây. Thì người ta đã làm giống như là bỏ rượu rồi. Mà người ta ở với nhau mấy chục năm, người ta sanh con bự rồi. Mà kiểu người ta không có tiền để người ta làm một cái đám cho hoàn chỉnh. Thì ngày hôm nay là cái người con đó đã lớn rồi. Và cái người con đó làm ăn có được một mớ tiền. Thì mới đi làm cho mẹ, cho hoàn chỉnh cái đám cưới của cha với mẹ. Đó. Thì người ta có ba lễ. Trong đó là người ta đã làm một lễ trước thì mới ở với nhau được. Và còn hai lễ là ngày hôm nay người ta làm luôn. Trời ơi, nãy giờ em đang trong em chờ cái cô dâu là người nào đẹp không được này kia. Đây, cô dâu là cái bác này đây. Trời ơi, hồi đầu vô em tưởng là mẹ cô dâu không à. Thì cái tiệc này cũng còn khá dài hen. Ở phần sau Nhím sẽ quay tỉ mỉ hơn. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp nhà mình trong những tập tiếp theo nha.